Xin chào anh em nhé. Hôm nay Kho tiếp tục giới thiệu cho anh em cặp đôi động cơ có công suất là 7.5 HP nhé. Đây, đầu tiên là con động cơ Zato này. Đấy. Zato này. Z255 này. Z225. Đấy, em xin lỗi. Đấy. Con này thì có trọng lượng là 16,5 kg nhé. Trọng lượng cả bao bì của nó là 18,5 kg. Con Zato này thì nó là động cơ xăng này, nhưng mà nó là hàng trung ương nhé. Này, dung tích xi lanh là 223 cc này. Còn đây là con động cơ xăng, hàng này hàng địa phương, nhưng hàng này hàng chất lượng khá là tốt nhé, chứ không phải những cái dòng mà bán tầm khoảng 1,5 triệu đâu. Đấy. Đây, con này thì là có cảm biến nhớt, nhưng mà con Zato thì không có cảm biến nhớt. Nhưng mà anh em nhìn này, đây bộ phận khởi động này, bộ phận khởi động nhựa đặc nhé. Còn đây rỗng này. Đó. Hai nữa là chất liệu làm bình xăng này. Đây là mấy cái giới thiệu qua mấy cái thôi. Đấy, khác nhau nhá. Con này thì là trục cá trục 20 này. Còn con Zato này cũng là trục cá như trục 19. Con này dung tích nhớt là 0,8 lít. Lốc máy này. Đấy. Máy móc bên trong này rất là sáng đẹp nha. Đây, bồn nửa này, nọc gió này, su bát này, anh em nhìn su bát này. Và đây là bình xăng con. Bình xăng con chữ dập nổi nha. Đấy, anh em nhìn các con ốc đây là vẫn là trắng trơn nha. Còn đây là con Zato này. Bộ phận ga này, nghe gió này, khóa bình xăng này, su bát này, bình xăng con này. Đấy, anh em nhìn các vết mực chưa? Chữ dập nổi này. Đấy, các vết mực. Bởi vì những dòng này thì là trước khi ra khỏi nhà máy thì bên KCS người ta đã kiểm tra nhé, nên là các vết mực đã được bôi vào đầu những con ốc nhé. Rồi, lốc máy này, em nhìn lốc máy này. Số series của máy này. Đối với dòng Zato này thì nó vào thị trường khá là lâu rồi, bởi vì nó cũng đã khẳng định được chất lượng trên thị trường rồi. Thực ra là hàng Zato này nó cạnh tranh cùng với hàng Honda nhé. Hàng Honda xịn đấy, chứ không phải là những dòng Honda mà em nói hàng dòng nhái đâu. Nhái thì dòng thằng này nó không chấp nhái, kể cả cái dòng động cơ này nó chấp cả những hàng nhái của Trung Quốc nhé. Chấp những dòng Honda nhái đấy, chứ còn hàng Honda xịn thì không nói. Zato thì trước đây nó có màu vàng, và hiện tại bây giờ thì bên em chủ yếu nó phân phối màu đỏ này thôi, bởi vì màu vàng như này. Đây, ngày xưa thì Zato đúng là màu vàng này, nó chỉ có một màu, nhưng bây giờ có màu vàng và màu đỏ. Thì cái dòng màu vàng này nó hàng bây giờ hàng nhái rất là nhiều. Nên là anh em mua hết sức là lưu ý nhé. Đấy. Hàng những dòng hàng nhái này thì giá của nó rất là rẻ thôi. Nó chỉ bằng 1/3 hàng thật này thôi. Và hàng này thì nó xuất đi châu Âu rất là nhiều. Với dòng này thì nó cạnh tranh cả với thằng Honda cơ, nên là anh em yên tâm về cái chất lượng của nó. Còn hàng này thì nó là thuộc những dòng hàng tốt. Đấy. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em nhé, nên là anh em cân đối mua những cái con
nó chất lượng như thế nào. Bởi vì nếu mà mình dùng ở nhu cầu vừa phải thì mình dùng những con này rẻ tiền này thôi, bởi vì không cần yêu cầu phải là thường xuyên này. Đấy. Thì mình dùng những con này thôi. Thứ nhất là tiết kiệm chi phí. Hai là dùng, nếu mà các bác biết dùng thì nó cũng bền, rất là bền. Với dòng này cũng thuộc dạng là dòng tốt. Đấy, về cứ chịu khó vệ sinh lọc gió này và chịu khó thay nhớt là các bác dùng khá là thoải mái rồi. Đấy. À, đối với những cái dòng động cơ này đấy, thì anh em dùng nếu ở trong môi trường bình thường thì 80 giờ anh em thay nhớt một lần. Còn đối với những anh em mà dùng trong môi trường xây dựng ấy thì 40 giờ mình thay nhớt một lần nhé. Đấy, để đảm bảo cho cái độ bôi trơn của động cơ nó trơn tru, nó hoạt động sẽ tốt hơn. Thứ hai nữa là cái vệ sinh lọc gió thì anh em chịu khó mở cái lọc gió ra, xong có mấy miếng mút bên trong ấy, anh em cứ giặt sạch, xong lấy cái máy xịt xịt vào cái lọc gió giấy bên trong để cho sạch bụi bẩm ra. Sau đó là cái miếng mút mình bỏ giặt đấy, mình dúng vào dầu nhớt, mình vắt khô đi, xong cho vào, bởi vì dầu nhớt nó bắt nhớt rất là bắt bụi rất là tốt, để nó đưa cái không khí sạch vào trong buồng đốt, nó không ảnh hưởng gì đến đến các thiết bị bên trong buồng đốt nhé, thiết bị bên trong động cơ. Đấy. Ngoài động cơ Zato và cái động cơ Trung Quốc này thì bên em còn những cái dòng động cơ Hyundai này. Đấy. Đây, Hyundai 210, công suất 7.0 HP. Đấy. Đây là hàng này chuẩn bị này. Đây, sáng ra chuẩn bị để xuất cho khách này. Và những cái dòng động cơ Genesis này. Con Genesis này thì nó chuyên về máy xây dựng nhé. Nếu bác nào làm môi trường xây dựng thì nó rất là tốt, bởi vì cái lọc gió của nó 3 lớp cơ. Đấy. Con này công suất là 7.0 HP. Đấy. Đây, anh em nhìn. Rất là chắc chắn nhé. Genesis này thì thuộc thương hiệu của Hyundai rồi. Đây, kho bên em này, anh em nhìn qua này. Những cái động cơ Hyundai này, động cơ Robin này. Đấy. Ở trong kia thì những cái dòng động cơ của Sirei, tập đoàn Đông Phong Trung Quốc nhé. Đây, đây là những dòng máy rửa xe này, máy rửa xe xách tay, máy rửa xe công nghiệp này. Đấy. Hoặc là kể cả những cái dòng bơm cứu hỏa, nhất không cắt đường, chạy xăng. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu về cái động cơ 7.0 HP, tùy theo nhu cầu sử dụng thì cứ liên lạc theo số điện thoại em ghim trên tiêu đề nhé. Số điện thoại của em nó có cả Zalo, nên là bác nào mà cần biết thêm thông tin chi tiết gì thì cứ nhắn tin vào Zalo giúp em nhé. Em sẽ gửi ảnh hoặc là gửi các thông số kỹ thuật cho anh em. Rồi, em sẽ kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo nhé.